Mời quý cô bác anh chị các bạn xem cây đỏ này, trái vừa mới lên thôi. Cây đỏ này đặc biệt trên cao nghiêng Quan Hòa. Đây là một nhà người dân ở đây. Quý cô bác mình xem trái đỏ này. Sau khi mà trái đỏ này lớn lên thì nó sẽ màu đỏ và nhìn trái rất là đẹp. Đây hiện tại bây giờ nó còn tím tím bầm bầm thôi. Trái có thể nói là từ dưới gốc mà lên phía trên thân luôn. Đây có thể nói là một cây rất là độc lạ tại Phú Yên, ở nơi cao nguyên Vân Hòa. Bây giờ mình mời quý cô bác anh chị xem cây đỏ trái đầu mùa. Trái này là mới lên hay sao con? Mới lên chưa chín. Lên được bao nhiêu ngày rồi con? Nó ra trái đầu hôm tháng giêng. Dạ. Nay mấy tháng không? Tháng 7 tháng 8 mới thu hoạch. Ở đây thì cây đỏ thì quý cô bác biết rồi đó. Ở trên cao nguyên Quan Hòa mới có. Nhưng đây một nhà dân thôi. Bây giờ mình mời quý cô bác mình xem nha. Cô cho con xem cái đỏ thôi con. Đây đi con. Trên mạng thì quý cô bác coi rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây thì đây, mình mới vô mình thấy cái đỏ đây. Cái đây ít trái hơn cái kia. Cái kia nhiều hơn. Wow. Quay lên mạng luôn cô. Lên mạng luôn, mệt đồ lao động rồi lên mạng. Vậy là ra lúc vào tháng mấy cô? Ra hôm tháng giêng. À, tháng giêng. Là bây giờ tháng 3 rồi, 2 tháng rồi cô. Nhưng mà cả anh em nó ra tháng 1, tháng chạp. Dạ. Tại vì anh em nè. Ở đây du khách có lên tham quan gì không cô? Mình đã đi mấy nha du lịch kia. À gia cô không có mở du lịch cho nên là họ không lên. Như đây là hồi xưa mình làm nhưng mà đỡ nó mọc cái đây cô. Hay là tự động nó mọc. Hồi xưa tự nó mọc cũng có mà trăm cũng có. Như cái đây mình đem giờ dưới mình đồng bằng mình trồng được không? Trăm cũng tùy theo đất à. Cái chỗ nó ra trái, cái chỗ nó không có ra. Nếu là mình trồng là mình lấy hộp mình trồng hay là mình bứng cái cây rồi mình về mình trồng? Lấy cái hộp mình ương vô trong cái bi bóng ấy, mình gào đất vô, lấy hộp mình ương vô. À, quý cô bác thấy cây trái từ dưới đất mà lên thẳng trên thân luôn. Nhưng mà chính là trái nó lớn hơn đúng không cô? Lớn, nó lớn mà nó màu đỏ. Cao nguyên Quan Hòa. Nói vậy chính cái cô có bán không hay là cô để vậy thôi? Bán chứ. Cô còn bán hả? À. Bán như là mua lẻ cũng có, mua xí cũng có. À. Năm nào cũng bán. Bán như là bao nhiêu một ký vậy cô? Tùy theo năm mà. Có năm 15.000 ký, 10.000 ký. Đấy là bán xí á. Nhưng mà mai mốt ra hết như đây là khoảng cái cây mình được bao nhiêu ký? Nhiều chứ, cái cây cũng 200-300 ký. Dạ, 200-300 ký luôn cô? Nhiều cây đây chắc cỡ đấy. Một ký này đeo có nhiêu đeo có mấy chứ mà. Chừng cái nó bự ấy, nó nặng. Khoảng bao nhiêu tháng nữa là đỏ nó sẽ rộ trái đỏ đây cô? Đang 7 tháng 8 á, 8 âm. Vậy là trong quá trình mà đỏ ra trái, từ khi mà đỏ lớn trái và phải mất 8 tháng. Chắc cỡ đấy. Rồi cảm ơn cô nha. Quý cô bác nếu mà lên cao nguyên Quan Hòa thì ghé
Nhà cô, nhà cô đấy địa chỉ sao cô? Nhà 18. Nhà 18. Là địa chỉ ở đây cô đọc rõ luôn. Thôn Liên Sơn, xã Sơn Sưng, huyện Sơn Hoa. Đẹp luôn không? Dạ. Lên tham quan. Cái đây bao nhiêu năm rồi cô? Cái đây nó chắc mười mấy năm rồi, mười mấy hai chục năm gì rồi. Hai chục năm rồi. Là chắc là tự động nó mọc luôn chứ mình đâu trồng không? Ừ, cái đây tự động mọc. Tự mọc. Phía trong đây mình cũng thấy có một cây này. Cái nó sùm sờ mà nó đi từ dưới đất mà lên thẳng trên trên đọt cây luôn. Cây đây trái thưa hơn. Có nhà vườn trên kia này. Nhà vườn trên đây có nhiều không? Ừ, nhiều.